Xin chào các bác anh em. Trong video này em gửi tới quý vị và các bác anh em theo dõi kênh YouTube của em Minh Audio Sài Gòn. Chiêm ly phải nói là rất là hiếm gặp, phải nói là rất là hay và hiếm gặp tại thị trường Việt Nam. Chiêm ly Technic SA626. Chiêm ly này vừa mới về trong cửa hàng của em chiều nay. Một chiêm ly phải nói là có hình thức mắt rất là bắt mắt. Toàn bộ cái phần mặt của chiếc ly này là phay nhôm quý vị nhá, kết hợp giữa vintage và cái mới từ cổ điển và cái hiện đại. Chiếc ly này ra đời năm 1981, giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, với nổi bật là cái phần dò sóng radio được uốn cong cái đèn này. Cái phần dò đài vẫn là đo tần sóng 1.8 và kết hợp là phần đèn quắc, nổi bật ở đây quắc lốc, và phần đo sóng cũng như là phần volume được làm rất là hiện đại, chỉnh to nhỏ. Và điều đặc biệt ở chiếc ly này là phần công suất. Chiếc ly này sử dụng nguồn tăng phô lớn, nguồn nồi, đồng thời sử dụng bộ công suất Domino cho công suất tiêu thụ điện của chiếc ly Technic SA626 này lên đến 405W. Đồng thời, tuy là khỏe nhưng mà không kém phần long lanh giữa các dải, bởi chiếc ly này sử dụng mạch New Class A cho bộ phần New Class A Bias. Khi mà cho cái phần âm thanh xuất ra phải nói là rất là long lanh và khỏe, nhưng không kém phần uyển chuyển, kiểm soát đầu ra âm thanh các dải phải nói là rất là tốt. Đối với những anh em chơi dòng Pioneer HPM 100 bản 100W hoặc 200W, chưa đánh được ra bát, chưa được mềm mại thì có thể là chơi chiếc âm ly phải nói là rất là hay này. Hiện tại em mình đang đánh với con HPM cho các cái dải phải nói là tuyệt vời, cảm giác là hợp nhất từ trước đến nay mà em mình đã đánh với HPM. Chiếc ly này đánh được hai cầu loa AB chỉnh bát chép. Đây là các cái phím chức năng auto scan hay là FM muting dành cho radio. Đây là cái nút Subsonic Filter, hay là đây là cắt giải bass, cắt giải cao. Và cái phần DC này chính, hay còn DC hay là Viator này chính là cái phần tăng, kích hoạt cái mạch DC tăng chép và bass, đánh cho tiếng căng hơn, ba lăng, lao nét. Và đây là cổng vào của chiếc ly, tappe 1 hoặc 2. Đồng thời theo AUX tổng của chiếc ly này là có 3 đường vào, 3 cổng vào anh em nhé. Âm ly về trong tình trạng gọi là gần như là mới tinh, rất là đẹp. Vừa mới cắt túi ni lông đây. Đây là phần radio. Phần radio thì kết hợp giữa cổ và kim. Khi mà chúng ta ấn dò tự động thì đồng thời đèn số vừa nhảy cũng như là kim tự động chạy. Đó, con này phải nói là cực kỳ độc đáo ở cái điểm này. Vừa độc vừa đẹp và vừa khỏe. Con này phải nói là cực kỳ hiếm, gần như là Việt Nam chưa thấy có một ai bán, cũng như là trên các kênh nước ngoài rất là nhiều, chỉ có nước ngoài có thôi. Đây là radio. Ở đây cho phép chúng ta 7 kênh lưu nhớ. Khi mà đài các quý vị và các bác dò ấn tự động xong, nó sẽ dò sóng ra và mình sẽ ấn memory và lưu từ 1 đến 7, 7 kênh của chúng ta. Đó nha. Đó, khi mà chúng ta ấn 1 đó, thì cái đồng hồ vu này nó sẽ đo, đo sóng cổ và đo sóng hiện đại. Rất là đẹp. AUX. Tiếng phải nói cực kỳ là tuyệt vời, vừa khỏe vừa mềm mại,
Và vâng, em mình vừa mới tháo phần ốc của chiemlin này ra để có thể là quay được cái phần ruột gan của chiemlin này, rất là khủng khiếp cho quý vị và các bạn xem. Linh kiện gần như là đặc máy nha quý vị nhá. Đây chính là cái phần nguồn rất là lớn. Toàn bộ còn là còn zin nguyên bụi tây, bụi trắng nhá. Nếu mà dùng ở Việt Nam thì sẽ là bụi đen. Đây là bốn con sò Domino và hai cái cụ rất là lớn ở đây, cụ xanh đen. Đồng thời là có thêm những rất là nhiều cái phần sò kích ở đây. Công suất lên đến là 405W, rất là khủng khiếp.